đèn hát gây phẫn nộ. MU thảo luận nội bộ chuyển hướng tiền đạo Ivan Toney. Erling Haaland, lúc mà City cần, anh ở đâu? Ten Hag gây phẫn nộ. Thuyền trưởng Manchester United có những phát biểu gây tranh cãi sau trận hòa 1-1 trên sân Brentford rạng sáng ngày 31 tháng 3. Ở vòng 30 ngoại hạng Anh, trên sân Etihad Community, nửa đỏ thành Manchester gặp may khi nhận hòa trước Brentford. Đội chủ nhà áp đảo MU trong cả trận, vượt trội về các chỉ số thống kê. Sau trận, Erik Ten Hag có ám chỉ rằng chuyện này không có gì bất ngờ. Tôi đã thấy Brentford thi đấu trước Man City. Man City rất may mắn khi thắng được trận đó. Guardian dẫn lời huấn luyện viên người Hà Lan nói sau trận. Phát biểu của Ten Hag khiến nhiều cổ động viên và chuyên gia bóng đá Anh tức giận. Họ cho rằng MU luôn là một đội bóng lớn và Ten Hag không thể lấp liếm sau một trận đấu thảm họa về mặt lối chơi của đội nhà. Tôi cho rằng Ten Hag thiếu sáng suốt khi nói như thế. Jamie Redknapp nhận xét trên BBC. Cựu tiền vệ tuyển Anh cho rằng che giấu phong độ tệ của đội nhà bằng việc chê Man City hay khen Brentford không phải điều khôn ngoan. Không ít cổ động viên MU cho rằng đội bóng của họ đang chơi như thể một tập thể trung bình của giải đấu. Cả trận, Brentford có tới 31 cú sút so với 11 của Man United. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG của Brentford trận này lên tới 3,11, trong khi MU chỉ có 0,51. Chênh lệch không tưởng. Dẫu vậy, Ten Hag vẫn lạc quan. Ngay cả khi chơi không tốt, chúng tôi vẫn phải nỗ lực tìm chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi gần như đã làm được điều đó. Đây mới là điều tôi thất vọng nhất khi không có được 3 điểm. Times bình luận Ten Hag có vẻ như mất phương hướng với những phát biểu sau trận. Những người hâm mộ MU, những người đặt tiêu chuẩn cao về đội nhà nên phẫn nộ sau một màn trình diễn thảm họa như thế về mặt lối chơi, chứ không phải hài lòng khi có một điểm, tờ báo của Anh đánh giá. MU thảo luận nội bộ chuyển nhượng tiền đạo Ivan Toney. Lãnh đạo đội bóng thành Manchester MU đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Huấn luyện viên Ten Hag cùng các cộng sự đang tìm kiếm một sân sút mới chất lượng để cạnh tranh với Rasmus Højlund trên hàng công. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cái tên Ivan Toney lập tức được đưa vào tầm ngắm. Tay săn bàn người Anh không giữ ý định rời sân Brentford để đến biên độ mới có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cùng Ineos đang chuẩn bị một số hồ sơ và họ cần đưa ra quyết định về việc đưa về một tay săn bàn kinh nghiệm hay tiền đạo trẻ tiềm năng. Theo Romano, sự sẵn sàng của Toney có thể thúc đẩy MU thực hiện động thái chuyển nhượng, nhà báo người Italy cho hay. Ivan Toney là một trong những phương án cần được xem xét và thảo luận nội bộ. MU vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình đánh giá nên ký hợp đồng với tiền đạo nào. Các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong ban lãnh đạo. Toney là cái tên sẵn có trên thị trường rất đáng để lưu tâm. Ở tuổi 28, Ivan Toney có nhiều năm trải nghiệm tại ngoại hạng Anh, từng được cả Arsenal và Chelsea săn đuổi. Huấn luyện viên Erik ten Hag thích sử dụng những chân sút có thể chất và sức mạnh vượt trội như Sebastian Haller của Ajax hay Weghorst, nên Ivan Toney phù hợp với yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Hà Lan. Erling Haaland, lúc Man City cần, anh ở đâu? Erling Haaland đã thi đấu quá tệ trong trận Super Sunday với Arsenal. Anh gần như mất tích trong suốt trận đấu ở Etihad và bị trang goal.com chấm 3 điểm trên thang điểm 10. Erling Haaland thi đấu chẳng khác gì một cầu thủ đang chơi tại giải hạng 4 của Anh. Màn trình diễn của cậu ấy trong trận đấu với Arsenal là vô cùng tệ. Đáng nói, đây không phải là trận đầu tiên ở mùa này cậu ấy khiến người hâm mộ thất vọng. Cựu danh thủ Roy Keane than thở trong buổi bình luận sau trận Super Sunday. Theo chấm điểm của goal.com, Haaland chính là cầu thủ chơi dở nhất trên sân ở trận đấu giữa chủ nhà Man City và Arsenal. Anh chỉ được 3 điểm trên thang điểm 10. Sở dĩ vậy bởi chân sút người Na Uy gần như mất tích. Anh chỉ có một tình huống gây chú ý. Đó là khi chân sút số 1 của Man City sút hụt bóng một cách vô duyên ở phút 84, trong tư thế không bị ai kèm trong vòng cấm địa của đội khách. Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola bình học trò. Ông khẳng định, Arsenal đã chơi phòng ngự rất tốt ở trận này. Đặc biệt, họ bố trí quá nhiều cầu thủ vây quanh Haaland khiến tuyển thủ Na Uy gần như không thể xoay trở. Trong đó, trung vệ Gabriel được phân công theo sát tiền đạo của đội chủ nhà như hình với bóng. Ở trận này, camera còn bắt được hình ảnh sao Brazil chửi Haaland như hát hay. Theo thống kê của WhoScore, suốt trận đấu này, Haaland chỉ có vỏn vẹn 23 lần chạm bóng. Không bằng hậu vệ Nathan Ake, người buộc phải rời sân ở phút 27 do chấn thương.
Ake có 25 lần chạm bóng. Anh tung ra tổng cộng 4 cú dứt điểm, nhưng không lần nào bóng đi trúng cầu môn của Arsenal. Hà Lan cũng gần như không đóng góp vào lối chơi của đội nhà, anh chỉ thực hiện vỏn vẹn 11 đường truyền, trong đó tỷ lệ chính xác chỉ đạt mức khiêm tốn 63,6%. Hà Lan vẫn đang là chân sút số 1 của Man City tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 30 vòng đấu, anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 18 pha lập công. Tuy nhiên, so với mùa giải đầu tiên ở Etihad, tiền đạo người Na Uy chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh chỉ giỏi bắt nạt những đối thủ yếu kiểu như lưu thông, còn khi gặp những đối thủ mạnh và thi đấu chắc chắn, Hà Lan bị lột mặt nạ để trở thành một cầu thủ hạng tư, nhận xét của Roy Keane. Đây là trận thứ 3 liên tiếp tịt ngòi của Hà Lan. Trận đấu gần đây nhất, anh ghi bàn cho nửa xanh thành Manchester là trong trận thắng 3-1 trước đội khách Copenhagen ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Hôm đó, tên của tuyển thủ Na Uy xếp cuối cùng trong danh sách ghi bàn. Xen giữa 3 trận đó, trong quãng thời gian FIFA Days, Hà Lan cũng mất tích và chỉ được nhắc tên với tình huống sút hỏng penalty ở trận hòa 1-1 của đội tuyển Na Uy với Slovakia. Huấn luyện viên Pep Guardiola có lẽ cần phải sớm tìm cách đánh thức con quái vật ở trong Hà Lan. Nếu không, Man City đã chẳng khác gì chấp người. Phải nhấn mạnh rằng, phía trước đội bóng thành Manchester vẫn còn nhiều trận đấu khốc liệt. Có thể kể đến trận tiếp đón Aston Villa, đội đang xếp thứ tư tại Premier League, trên sân nhà Etihad ở vòng 31, hay trận chiến sắp tới với Real Madrid ở vòng tứ kết lượt đi Champions League diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Thậm chí nếu cần, Pep có thể mạnh dạn để Hà Lan ngồi ghế dự bị một vài trận đấu để anh có một khoảng lặng nhìn lại bản thân và tìm cách khắc phục tình trạng hiện nay. Dù gì, trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn có Julian Alvarez. Ngôi sao người Argentina thường xuyên chơi rất tốt mỗi khi vào sân, bất kể ở vị trí trung phong hay đá lùi. Tiếc là, anh luôn phải đóng vai dự bị cho Hà Lan. Màn mất tích của Hà Lan góp phần vào trận hòa nhạt nhòa 0-0 của Man City trước đội khách Arsenal. Qua đó, đội đương kim vô địch Premier League đã bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 3 điểm trong cuộc đua vô địch.